Hi guys, welcome back to our English class. How are you today? Today we are going to learn Unit 14, Abilities. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại bài học với cô ngày hôm nay nha. Các em có khỏe không nè? Hôm nay các em hãy cùng với cô học Unit 14, bài những khả năng nha. Khi mà các em muốn nói là mình bạn có khả năng làm một điều gì đó hoặc là không có khả năng làm một điều gì đó thì chúng ta sẽ nói như thế nào đây ta? Vậy thì cùng vào bài học ngày hôm nay với cô để tìm hiểu nha. A bird can fly. A bird can fly. Con chim có thể bay. I can't fly. I can't fly. Tôi không thể bay. I can run. I can run. Tôi có thể chạy. A snake can't run. A snake can't run. Con rắn không thể chạy. Can means that you are able to do something. Can có nghĩa là bạn có khả năng làm một điều gì đó ha. It always comes before another verb. Can luôn luôn đứng trước một động từ khác nè. Cô ví dụ ha. A bird can fly. It can fly. Con chim có thể bay. Nó có thể bay. Các em nhìn ha. Động từ fly của cô sẽ đứng sau can nè ha. Can sẽ đứng trước động từ fly. Allison can run. She can run. Allison có thể chạy. Cô ấy có thể chạy. Can của cô sẽ đứng trước động từ run nè ha. Can't means that you are not able to do something. Can't có nghĩa là bạn không thể làm một điều gì đó nè. Cô ví dụ, a snake can't run. It can't run. Con rắn không thể chạy. Nó không thể chạy. Jamie can't fly. He can't fly. Jamie không thể bay. Anh ấy không thể bay. Cô nhắc lại ha. Can có nghĩa là mình có khả năng làm một điều gì đó. Còn can't có nghĩa là không có khả năng làm một điều gì đó nè. Cô lưu ý ha. Can't sẽ bằng với cannot. Can't là viết tắt của cannot. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bài tập số 1 cùng với cô nha. To or false, write T or F. Ở bài tập này thì các em hãy điền T vào câu đúng, còn nếu F thì là vào câu sai nha. Cô có ví dụ number 1. Ở đây cô có một bức hình ha và hai câu. Cùng với cô đọc nha. A bird can sing. Con chim có thể hót. Các em cùng với cô nhìn hình xem con chim có thể hót không các em? Có đúng không nè. Vậy thì mình sẽ điền T đúng vào nha. Tiếp theo cô có A bird can't sing. Con chim không thể hót. Vậy câu này có đúng không? Sai rồi đúng không? Vậy thì mình sẽ điền F vào nè. Tương tự như vậy thì các em hãy làm những câu còn lại nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nha. Nhớ là điền T vào đáp án đúng, còn nếu như là sai thì điền F nha. Các em đã làm xong chưa nè? Bây giờ cùng với cô sẽ ở bài tập số 1 này nha. Tiếp theo cô có number 2. A monkey can sing là F. A monkey can't sing T. Number 3. A fish can swim T. A fish can't swim là F. Tiếp theo cô có number 4. A parrot can swim F. A parrot can't swim T. Number 5. A snake can run F. A snake can't run là T. Cuối cùng cô có number 6. A tiger can run là T. Và a tiger can't run là F. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Write the words in the correct order. Ở bài tập này thì cái câu của cô đã bị xáo trộn ha. Các em hãy sắp xếp lại sao cho thành một câu hoàn chỉnh cho cô nha. Cô có ví dụ number 1 cho các em nè. A zebra can't fly. Con ngựa vằn không thể bay. Tương tự như vậy, các em hãy sắp xếp những câu còn lại sao cho thành một câu đúng cho cô rồi điền vào chỗ trống nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nè.
Đã hết thời gian rồi ha. Bây giờ cùng với cô sửa bài tập này nha. Number 2. A fish can't work. Number 3. A monkey can't run. Number 4. A parrot can't swim. Number 5. A cat can't talk. Cuối cùng, number 6. Alison can't play. Các em có làm giống đáp án với cô không nè? Good job. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 3 nha. Write can or can't. Ở bài tập này thì các em sẽ điền can hoặc là can't vào chỗ trống cho cô nha. Bằng cách là nhìn hình xem Jamie có thể làm gì hoặc là không thể làm gì nè. Cô ví dụ ha. Number 1. Jamie can write. Jamie có thể viết. À ha, các em nhìn hình ha, Jamie có thể viết đúng không nè. Tương tự như vậy, các em hãy làm những câu còn lại cho cô nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nè. Các em đã làm xong chưa ta? Bây giờ cùng với cô sửa bài tập này nha. A monkey can't write. Number 2. Jamie can swim. Đây ha, có thể bơi. A fish can swim. Number 3. Jamie can run. A snake can't run. Cuối cùng, number 4. A bird can fly. Jamie can't fly. Các em có làm giống đáp án với cô không nè? Excellent. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bài tập số 4 nha. Write two sentences. Hãy viết câu đúng. Ở đây thì cô có một cái bảng nè. Và ở cột bên này thì cô có hai động vật. Đó là đầu tiên là con chim, bird. Và monkey là con khỉ. Và ở trên đây là những cái hoạt động mà con chim hoặc là con khỉ có thể làm hoặc không thể làm nè. Các em để ý ha. Nếu như mà là dấu tích thì tức là có thể. Còn nếu như mà là dấu cross là không thể nha. Cô có ví dụ number 1. Đầu tiên là bird và sing. Các em hãy nhìn lên bảng với cô ha. Con chim thì có thể hót không các em? À, dấu tích tức là có thể nè. A bird can sing. Con chim có thể hót. Tương tự như vậy thì cô sẽ ví dụ thêm một câu nữa cho các em nha. Monkey và fly. Rồi các em hãy nhìn bảng với cô. Monkey thì có fly được không ta? À, không thể đúng không? Dấu cross. A monkey can't fly. Con khỉ thì không thể bay. Tương tự như vậy thì các em hãy làm những câu còn lại cho cô nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nha. Các em hãy dựa vào cái bảng rồi điền những câu còn lại vào cho cô nha. Nhớ dấu tick là can, còn nếu dấu cross là can't nè. Các em đã điền xong chưa? Bây giờ cùng với cô sửa bài tập số 4 nha. Tiếp theo là number 3. A bird can't run. Number 4. A monkey can't climb. Tiếp theo là number 5. A bird can't fly. Number 6. A monkey can't run. Number 7. A bird can't climb. Và cuối cùng cô có number 8. A monkey can't sing. Các em có làm đúng không nè?